cứ ngày nào là cũng phải phải đóng 1 triệu mấy tiền lời rồi. Ngày nào cũng phải đóng, con ở nhà là đâu có dám nghĩ sao mẹ đi vô trong em ơi. Mẹ cho mẹ đón em nó giờ bữa đi ở ngày đỡ mà đỡ có một ngày mà người ta vô người ta quậy chị, xong rồi em gọi chị về nhà có công chuyện giờ là em phải chạy tiền đóng cho người ta. Không thì đóng mà vô quậy hả? Không đóng thì cứ mấy thằng giang hồ á, cứ là không đóng tiền lại vô nó quậy, không đóng tiền vô nó quậy. Nên nó mà có còn có chiếc xe nhâm nhựa xe tành của em á chạy bạch như mà. Mày nó bị vé 500 ngàn lấy rồi đưa thêm 1 triệu nữa ta cho nó vậy á. Con nó gọi điện về nó cứu mẹ cứu con là mở gần hồi bữa nó gọi điện về nó khóc sưng của mắt luôn, nó nói mẹ đâu hai bên đây là ý là làm không có khách á, làm có khách thì thôi mà nếu mà không có khách là về nó bắt lóc là 100 cái ngừng hết 50 cái mà ngừng hỏi là bắt đầu chích điện rồi xong rồi ra hả nó bắt phạt quỳ 45 phút hồi bữa giờ đau lắm mẹ à, giờ con thở nở tao mẹ cứu con bây giờ mẹ không có biết đường nào mẹ chạy mẹ hết tiền, mẹ không có tiền đã cũng thấy nhà mình nghèo khổ đi mượn hả 500 ngàn chưa có đó, đừng có nói 1 triệu 100 ngàn mà mẹ đi mua nhâm nhựa mà mẹ thiếu mà mẹ mượn còn không có đâu mà mẹ mượn tao mấy chục triệu. Rồi nó nói mẹ thôi mẹ thớ sao đỏ, nói thớ sao con cậu bán đất là cậu lấy cái khúc sâu rồi. Nó lấy khúc sâu rồi còn chùa mình đâu có 11 thước đất à, mẹ hỏi chứ mẹ cầm cố ai cho được. Xong rồi nó năn nỉ nó nói quế giờ cầm cái cuốn sổ, cũng có sổ đỏ đem đi ra ở vì chỗ mà mấy thằng xẻ ở đen á. Rồi mượn nó là nói thẳng mượn nó là 60 triệu gì rồi ở nhà gom góp bán xe được 10 triệu nữa là được 70 rồi bố nó làm ở dồn được 10 triệu là được 80 giờ không biết ở đâu mà chạy đi mượn chạy ra ngoài đó mượn thêm 10 triệu nữa là được 90 triệu là mượn ở ngoài đó 70 triệu là cứ 1 triệu là đóng một ngày là 20 ngàn tiền lời mà tính lên là mấy chục triệu đó rồi đóng cứ ngày nào là cũng phải đóng 1 triệu mấy tiền lời rồi ngày nào cũng phải đóng con ở nhà nó đâu có dám nghĩ sao mẹ đi vô trong em ơi mẹ cho mẹ đón em nó giờ bữa đi ở ngày đỡ mà đỡ có một ngày mà người ta vô người ta quậy chị xong rồi em gọi chị về nhà có công chuyện giờ là em phải chạy tiền đóng cho người ta. Không thì đóng mà vô quậy hả? Không đóng thì cứ mấy thằng giang hồ á, cứ là không đóng tiền lại vô nó quậy, không đóng tiền vô nó quậy. Nên nó mà có còn có chiếc xe nhâm nhựa xe tành của em á chạy bạch như mà. Mày nó bị vé 500 ngàn lấy rồi đưa thêm 1 triệu nữa ta cho nó vậy á. Bây giờ đi vô đây là không có xe rồi bây giờ là không có xe đi mua nhôm nhựa nữa. Trời ơi trời, sao không biết gia đình mình đang lúc gì ta? Sao chị có trình bày với mấy cái người xã hội đen á là đang khó khăn vì con bị bán qua Campuchia không? Có mà người ta nói cứ mượn tiền là trả cho người ta không có biết hoàn cảnh khó khăn. Không biết lý do gì hết á. Không biết lý do gì hết, người ta nắm sổ đỏ là phải trả, người ta kỳ hẹn cho 3 tháng. Nếu mà 3 tháng không trả thì nhà mình mất. Rồi xong vì bây giờ cũng không biết làm sao con nó ở rồi đó nó đến nó làm, nó đóng cho người ta hàng ngày. Sáng 5 giờ là nó chạy xe đê miết ở ngoài đảo á, nó làm. Thằng anh á, bữa giờ đi Minh tội đó. Minh á. Rồi xong rồi chiều về nó nói thằng mẹ đi ơi, mẹ nhắn giữ gìn sức khỏe cho mẹ. Máu nằm bệnh viện, họ bữa que gì ở chỗ gì xong rồi lên xe đi đây nè. Nó cứ gọi miết mẹ giữ gìn sức khỏe, mẹ ở trong cô á, mẹ ráng mẹ ăn đi nhưng mẹ. Ăn là cá chất phỉ à, đốt im gì cho mẹ mà mẹ nằm xuống đó nữa là không
không có ai lo đó. Bởi vì con Khi mà cô từ ở người Khánh Hòa vào Sài Gòn á, là trên tay mang có 90 triệu đúng không? 90 triệu, thời điểm đó thì người ta ra giá là 150 triệu. Thì mình nghĩ rằng làm cách nào để mình đủ cái khoản tiền đó? Đúng là cũng vô nhờ tưởng như lại không là ấy là chị vô cầu cứu đó, cứu em nó gì à? Ai bày cách vô trong này mà ăn tiền? Coi như là cũng đi thứ hỏi thăm mấy tháng rồi, có cái số điện thoại mà 970 ngày nào cũng gọi điện, ngày nào cũng ghi âm nó kêu Phong cứu giùm con chứ giờ nó gì đó, mà nhà nghèo khổ nữa, không có tiền các bạn đất thì ông anh lấy bán cái chung sâu á, rồi còn có khúc à, bán vợ này là 25 năm rồi xong mà lấy khúc sâu, trời em đi làm bán nhà đi rồi chặn cái khúc sâu nè, đo từ ở ngoài đường cái vô là đúng 20 mét mà móc lộ giáo hết, móc lộ giáo là hết 9 mét rồi, chỉ em còn có 11 thước đất thổ cư, mà 11 thước đất sao mà cắt được cái nhà biểu yêu mà đập nhà đập được. Bây giờ còn đang kiện với tòa án á, nói em thì ăn cướp đất ăn đồ tùm lum hết à. Sớm làng thấy tội á, là làm đơn kiến nghị lại sớm làng, ta ký hết sớm để ta chứng kiến là đất của mình từ đó ra đó ra thẳng biết ơi sâu rồi vậy. Cái điều mà con thấy là hổng giờ là đi tìm con là chủ yếu là cô thôi, còn chú sao? Chú thì biết đi nhưng mà ông ở nhà là ông muốn trụ cột, ông phải ông lo làm kiếm tiền kiếm gạo hàng ngày ăn hàng ngày đi về đây cho mà cũng ông cũng gọi gì vô miếng à, ông hỏi con làm sao rồi vừa được chưa, rồi gặp anh Phong nó như gặp chị Tưởng rồi chưa, rồi vậy đó cũng có hỏi thăm. Rồi xong anh nói giờ anh Phong với chị Tưởng cứu con mình á, bây giờ anh nói với em vậy nè, cứ một tháng nha đi vô nó phụ với lại chị đi phát cơm từ thiện rồi 3 ngày rồi gì à, chứ bây giờ là mình khổ quá, mình không có cái gì hết đó, bây giờ mình chỉ có cái công đó, mình vô mình đền ơn đáp nghĩa gì đó thôi, cứu sống mạng của con mình là mình đợi ơn suốt cả cuộc đời. Cháu đi qua Campuchia là đi bao lâu rồi ạ? Đi hôm 20 tháng giêng tới nay là 9 tháng rồi ha, cũng khủng khiếp à. Một tháng rồi nó cứ kêu từ bữa mà đỡ nó que ở bên Thái Lan là nó cứ kêu miết là nó mẹ ơi cứu con. Hồi tháng mấy à? Ở que Thái Lan nay là 4 tháng là chính thức là mình biết được là con mình bị bán qua Campuchia và đang gặp nguy hiểm là cách đây 4 tháng. Suốt 4 tháng qua thì cháu như thế nào? Cháu nó làm nó cứ nói gọi điện nó nói làm không có khách á, không có đổ được khách là con như là bị ăn đòn biết không, bị quấn rồi bắt tiếp đất, thì nó nói mẹ ở nhà mẹ cầu viện giùm con chứ không có ngờ thắp ra cái nhiên ra ngờ giữa sân quỳ lại xin mẹ quen âm cứu khổ cứu nạn cho con ngờ con đất đỡ mình niệm Phật là 2 tiếng đồng hồ như vậy đó. Hồi bữa đây nè nó nói mẹ nó gọi điện về nói mẹ người ta nói mai nay là không có tiền á, là người ta ẩm con người ta quăng xuống lầu đầu con sợ gì mà đi ra giữa sân quỳ lại kêu cha kêu mẹ cứu con gì mà đầu con vô ngờ gom chỗ trước bàn mẹ Quan Âm á nhẹ nhỏ nhỏ mà cũng có thờ mẹ, lần nào đó tụng kinh rồi trì chú đại bi bắt đầu cứ kêu mẹ ơi cứu con người ta nó hạ đá rồi nó cũng ở bên nước Thái Lan để đội quanh con xuống lầu rồi với con làm không có khách thôi mẹ cho con vô được một khách đi đỡ giữ lại rồi con đỡ con đi kêu rồi cứu trợ mẹ cũng say chuyển chỉ đường dẫn lá cho con đi con gặp được anh Phong đây
Chứ bây giờ con nghe người ta nói không à, mà con cũng không biết là bắt đầu con đi tìm lần mà là từ ngày con đi nhất tới giờ là bữa nay là mới vô gặp. 9 tháng mới gặp. 9 tháng là mới gặp chị Tưởng với anh Phong đây. Rồi bây giờ cứu con nó được số tiền hay gì, tôi cũng nợ ơn, tôi cũng biết ơn, không có biết cái thở nào mà té nở. Nhưng giờ các anh em đồ ở lên mạnh thường quân đồ cũng giúp đỡ đồ. Bố con cũng nhiều này rằng từ hồi chớ giờ không có nghe tin tức gì nữa, đội trơn. Sáng nay thì phải chuyển bên đó 160 triệu để chuộc và hơn 10 tiếng đồng hồ rồi chưa có thông tin gì hết. Người bạn của mình thì đang ở cửa khẩu đang chờ, nếu mà em mà tới ngay cửa khẩu Mộc Bài á là sẽ ra đón em, cho em ngủ tạm, tại vì bây giờ 10 giờ đêm mà cửa khẩu đóng cửa rồi, thì cứ tới cửa Mộc Bài đi rồi em liên lạc được là con kêu người đón em mà em vô khách sạn em ngủ, sáng mai 8 giờ sáng làm thủ tục. Bây giờ hơn 10 tiếng hồ mà cô mất tích rồi, cô lo không? Lo, sợ cô. Trong vòng 10 tiếng hồ vừa qua thì cô làm điều gì được? Chấn an mình. Cũng như là ngọn niệm Phật, mỗi giờ vô ở trong đó là có mình cứ họ xếp hàng niệm Phật. Niệm mẹ quan âm đại sĩ cứu con nó được tay quê nạn khỏi. Giờ tới Việt Nam chỉ có bao nhiêu đó là đầu óc mình mới được bình tĩnh lại. Chứ còn không là ngồi suy nghĩ nhất thôi. Ở quê là cô làm nghề đồng nát, mua nhôm nhựa. Chú? Dạ. Chú thì đi làm thợ mộc. Mà có một cái điều mà bà giờ thì đang lo là cái nhà có nguy cơ là bị mất. Vì tiền mình thế chấp với lại ông đem kiện ở dưới huyện nữa. Rồi nếu như cháu về mất nhà thì sao? Gia đình mà tính đường nào? Cái đó cũng chưa tính tới, đầu óc rối loạn bây giờ cũng chưa tính tới, cũng không biết sao nhiều hầu kêu trò kêu đất biết thắp nhang kêu mẹ cứu rồi tới giờ không biết làm sao. Đúng họ kia cũng bị nợ nần, tại vì cái đứa lớn nó mang bệnh đi vô tự chủ á. Có mấy tháng lận tiền dây tiền mượn cũng ráng cố gắng vợ chồng một cái là 180 triệu, tiền mượn 100 triệu mà tiền lãi tiền lời là chạy 180 triệu, trẻ 100 triệu còn lại 80 triệu rồi trẻ lần bây giờ hiện bây giờ là còn 60 chứ lại mắc nợ 90 đây với lại còn mắc nợ 150 nữa. Trời ơi. Nhưng mà cái 90 triệu đen là mới căng nè. Căng tại vì thớ sông bá. Mỗi ngày như vậy là mình gánh tiền lãi 1 triệu. 1,5 triệu. 1,5 triệu. Ngày làm nào sao? Cũng làm sao mà chạy đâu một ngày được 1,5 triệu không? Làm sao nào? Cô chạy được 1,5 triệu để cô đóng lại? Tại là chú làm từ sáng tới chiều là phải mượn. Phải lấy cái tiền ngày công đó, con đó. Thì cũng lấy cái số tiền ngày công đó. Rồi mấy bữa giờ gì á, cứ người ta gọi điện thoại tới là cầm điện thoại theo bỏ túi con nó đỡ điện thoại ở nhà số đó là của con bỏ túi ở nhà mình tới chỗ đó mình lụm nhôm nhựa thì nghe chuông reo á thì mình tới chỗ hốc nào đó mình đứng mình nói mình ngồi mình nói chuyện mình than khỉ mình cỡ mình khóc người ta là nói là bây giờ xong nhiều người ta hỏi cho giờ chị đang ở đâu nói giờ tôi nói chuyện với chị giờ tôi đang đi lụm phớ liệu mua nhôm nhựa với chai á bây giờ hễ đi tới chỗ nào bây giờ đang đi ở trên đường mẹ nghe điện thoại reo là phải ngừng xuống đó mình vô bị lờ mình ngồi mình nói chuyện đó mấy người mà tia người ta chia sẻ mình vậy rồi xong nói chuyện nhiều người thì người ta thảo lắm người ta nói thấy hoàn cảnh khó khăn rồi vậy thôi đó người ta gỡ ta một ít chuột cháu gì à rồi chừng nào chuột cháu gì à nhớ gọi lại đỡ ta người ta mừng người ta cũng đi bây giờ là đang cầu nguyện ta cầu nhìn đỡ cho cháu cho được suôn sẻ nói chung ra thì các anh chị em nội trong mạng nội người ta nói tội lắm.
nè, bây giờ thì đi rước con rồi, giờ đây rồi đó nè, không có có còn xe nữa. Không còn xe? Không còn xe đi nhâm nhựa nữa. Một chiếc thì bán chuột luôn. Còn một chiếc thì người ta tán, người ta xiếc, người ta tự đó nữa. Cái số tiền mà mình mượn từ giang hồ là 60 thôi. 60. Mình đang lo cái chuyện tiền lãi là trong cái khoảng 60 triệu đó. Một ngày làm gì mà làm ra 1,5 triệu? Chiều đầu á, vợ chồng con cái rồi là súng dồn lại. Rồi đi, thí dụ đi ngày ra ráng đi, có miệng mà người ta thấy người ta tò á, thì á, nhiều người á, người ta thấy vậy á, người ta chuột con, chuột cò thấy tạo với người ta cho. Rồi dạ. Nhiều người á, thì mình cũng mua gì ăn bữa, nấu sao có gì đi chỗ được 2 chiếc vậy là kiếm được 300 ngàn, 100 ngàn là đỡ tiền gạo với lại tiền chợ, còn 200 ngàn thì vợ chồng con cái xúm nhau vô cho đủ 1,5 triệu. Còn nếu không có thì mình phải chạy mượn thiếu 5-7 chục gì á, chạy tới mình sớm á, nói thì thôi đỡ cho mượn rồi đỡ đắp rồi chờ con nó gì cao dữ hả? Cái phần tiền hồi nãy á là để gom góp để xây cho nhà của bà cụ mà 80 mấy tuổi á, bị sập rồi, bà có 4 đứa con bị tâm thần, chị biết không có người nào tỉnh hết trơn á, lo là lo tội nhất mấy người đó nữa rồi á. Mà em nói thiệt chị, em đứng ngồi không yên, chị thấy không, tuy là giữa em với chị không có bà con ruột thịt, chưa gặp nhau một lần nào, nhưng mà giữa tình thương mến thương một con người, chị từ xa đến chị nhờ mà cứu giúp cho chị, mà cứu giúp không được trong lòng em khó chịu lắm. Rồi bà chị thấy không, em biết là Phong nó bận, nhưng mà kệ điện đại nó đi, rồi khi nó rảnh thì bắt máy, rồi chị nói chia sẻ để giúp mình thôi. Nhưng mà cũng hên thì cũng bây giờ thì cũng cảm ơn các cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng chúng ta giúp chị một số tiền này hôm nay đủ để đón con về Việt Nam an toàn. Một lần nữa cảm ơn chị, mọi người rất nhiều. Nhưng chị cũng đừng có nghĩ là em với Phong là có mấy chục triệu mà không giúp được chị. Còn thôi cái phần này, nếu mà chị nói 1 ngày 1,5 triệu mà 60 triệu. Bây giờ giữa có em với Phong đây nha. Em cho chị mượn 60 triệu, giờ chị trả cho anh ta. Một là 60 ngày chị trả lại cho em, về là hết nợ. Hồi lại 2 triệu, hỏi lại. Ý là 60 triệu đây 60 ngày. 2 tháng. 2 tháng. 2 tháng nếu mà nhiều khi ấy ẩm được thì em cho chị 3 tháng cũng được. Ý là sợ tâm mình gom cái số tiền đó lại là... Nếu có chị nộp vô tài khoản, em có tài khoản mỗi ngày chị bắn cho em. Thay vì bây giờ cô phải đóng 1,5 triệu tiền lãi, thì bây giờ chị tưởng cho cô mượn để cô trả lại cho người ta khỏi phải tiền lãi, coi như là cô mượn chị tưởng thôi, không tính lãi. Cô thấy sao? Nếu mà chị nói cho em mượn vậy đó thì em cũng rất cảm ơn, em đỡ ơn nhiều. Có rồi xong rồi em cứ trả hàng tháng, ý là con chồng con rồi xúp nhau vô làm lại 5 triệu 7 triệu gì đó là em gỡ vô tài khoản chị. Mỗi ngày chị phải chạy chị đóng tiền đứng cho họ, số tiền đóng tiền đứng đó bắn vô tài khoản cho em. Chị trả mỗi ngày luôn. Chị hiểu không? Hiểu. Tại vì bảo hiểm qua người ta điện thoại người ta kêu rút à, cho rút à. Rút bảo hiểm hả? Chị cô thấy được không? Đó suy nghĩ ha. Đó suy nghĩ. Đó vừa hỏi thằng Minh á, con trai á. Vừa nói vậy, bây giờ cô tưởng cho mày mượn. Bây giờ được thì mai cô tưởng, mai mốt cô tưởng rút sổ bảo hiểm, cô tưởng đưa cho mẹ rồi mẹ trả tụi giang hồ. Cho khỏi giật mất cái nhà mình, lấy số đó về. Rồi thay vì mỗi ngày đóng tiền lãi cho giang hồ 1,5 triệu thì đóng cho cô tưởng 1 triệu,
đủ 60 triệu nghỉ. Ừ. Đó. Thì còn mình được, còn được 500 thoải mái nha. Nữa. Mà không, mà đó là trả tiền vay chứ không phải tiền lãi như kia, tiền đứng. Thì cô dùng giờ đầu óc quá, không nhớ đâu. Trả gốc luôn á, không có lời bạc nào. À. Hiểu không? Hiểu chưa? Suy nghĩ lại. Giờ nói với lại con. Đó, tại vì thằng đó là nó quyết định. Nó quyết định, nó gồng gánh. Khi bị đau, bị bệnh là cũng nó gian tay ghê. Minh nhiêu tuổi rồi? Minh 97. Sinh năm 97. 97 à, đúng. 97. Còn Điện Măng à, nhỏ con mấy tuổi lần? À, con nhỏ mà vô thì... Trong cái thời gian qua khi mà mình chuộc mấy bạn về á, là cái số tiền chuộc là gần cả tỷ lần. Trường hợp mình, ví dụ nha, trường hợp Biểu Yên á, là 240 mấy triệu. Rồi trường hợp em Nghĩa là 250 triệu. Rồi trường hợp em Hùng, em Mặt, em Hùng ở Bình Dương cũng là 200 mấy chục triệu nữa. 181 triệu. 181 triệu. Rồi gần đây mấy bé nữa là rất là nhiều. Thì phần lớn là tiền. Thứ nhất là chị Tưởng bỏ ra là 150 đúng không? Là cho một cái trường hợp ở dưới Bến Tre. Rồi dùng tiền cơm 400 triệu nữa. 400 triệu. Rồi chưa kể là tiền của mình được gần 300 mấy chục triệu. Hiện giờ mình không biết đâu, tự nhiên mình nợ người ta 300 mấy chục triệu. Thì đây là cái danh sách mà đó nhờ mấy cô chú gửi nè. 180 triệu. Tính ra đến bây giờ hai chị em mình cũng bù lỗ mấy trăm triệu rồi. Và vừa rồi là bí quá trường hợp của cô Nga. Cô Mai. Bí quá thì phải lên trên mạng để chia sẻ để cho mọi người đóng góp một xíu, thì cũng may mắn là ở trường hợp cô Mai cũng đã đủ. Thì đây là danh sách mấy cô chú gửi. Có một cô tới xe bà bí ủng hộ 50 triệu. Trường hợp này như thế nào chị Tưởng? Này thôi cho mẹ bé Yên đi. Mẹ bé Yên luôn. Rồi cấn nợ cho mẹ bé Yên á. Rồi cô Duyên ủng hộ 1 triệu. Một bạn ẩn danh là 200 ngàn. Nguyễn Thế cho trường hợp em Nga, tức là trường hợp mẹ con của em Nghĩa, 50 triệu. Trường bất nợ luôn. Rồi một cô quật 6 2,5 triệu. Cô ẩn danh ở Cà Mau, chuộc một cô ẩn danh cho trường hợp ở Cà Mau 3 triệu. Tường Linh 10 triệu, ẩn danh ngày 23 tháng 8 200 ngàn. Hùng chuyển khoản ngày 22 tháng 8 3 triệu, ẩn danh 3 triệu, ẩn danh 200 ngàn, ẩn danh 300 ngàn. Phạm Thị Ngọc Hiếu 19 tháng 8 3 triệu. Đoàn Khải Hân ngày 16 tháng 8 37 triệu. Bé Uyên ở Đắk Lắk là mẹ bé đi gom góp được 20 triệu để trả cấn nợ, thì tổng số tiền là 180. Tiếp tục ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình nhận thêm khoản tiền này, thì thực tế thì tiền này thì nó có chú gửi mà cũng không nói cho ai hết. Thì mình xin cho sửa cái nhà cho bà cụ 84 tuổi nuôi mấy người con tâm thần á. Cảm ơn cô Khắc Kiều 400 đô Úc, cô Sắn 200 đô Úc, chú Khương Minh Diệu 1000 đô Úc. Em Văn ở Mỹ về gửi 2 triệu, Nguyễn Thị Kim Trang 2 triệu, ẩn danh gửi cho chị ở Cà Mau 3 triệu, và Facebook Vô Thường 5 triệu. Ngày 24 tháng 9 có một trường hợp gửi 200 ngàn nữa. Cái này mình dành để mình cho bà cụ, xây cái nhà cho bà cụ. Thì đây là những cái gì mà đó giờ mình chị Tưởng nhận. Còn của mình thì có một cái anh Anthony Đinh có gửi cho một khoản tiền, và mình cứ mỗi lần mà mình chuộc bạn nào về chi phí xe là mình đều ghi vào trong đó, mình nhắn qua cho anh. Bằng tiền này nè, bằng tiền này bữa nay á là cô chú gửi giống như làm từ thiện, phụ đóng góp vô làm từ thiện, thì thôi giờ xin cái phần tiền này xây nhà cho bà cụ 84 triệu. Ở 84 tuổi mà có 4 người con bị tâm thần, bây giờ được nhiêu tiền? Được 33 triệu. Và thiếu nhiêu nữa? Thiếu 4 mấy triệu á. Mai thợ mới ra cái số tiền cụ thể. Mai thợ nhập sắt vô. Được. Rồi tối nay có gì có thông tin mới nói cho con. Còn chúc cô với cháu gặp sớm nhất là ngày mai, sáng mai nha.